David.com xin chào bạn. Hôm nay shop sẽ giới thiệu những sản phẩm đặc biệt, hàng mới về. Shop dựng nền review cận cảnh chi tiết để giới thiệu đến bạn. Vâng, ở đây shop mới về có chiếc đỏ trắng Savasito cơn lốc đường đua full carbon, full Campanolo Cento, một chiếc đỏ trắng rất đẹp, size 48. Chiếc tiếp theo là chiếc Pro 5.0 đã được yêu mến tại thị trường Việt Nam rất nhiều năm qua. Đây là chiếc màu đen vàng full carbon, full Shimano 105 5008, và chiếc này là size 50, xe rất đẹp bạn nha. Chiếc tiếp theo là chiếc Pro 2.5 màu đen đỏ khung carbon, tay lái cọc yên vành nhôm, chạy rút full rút Shimano Tierra. Và chiếc bên này cũng là chiếc Pro 2.5 khung carbon, càng carbon, chạy rút Tierra bạn nhé. Đấy, có bốn chiếc này, hàng rất đặc biệt. Hôm nay shop mới về thêm được nên làm video giới thiệu và bán cho bạn luôn. Nếu bạn đang cần tìm chiếc xe đạp này, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0983315936 đang hiện trên màn hình. Shop luôn sẵn sàng tư vấn chuyên sâu về kỹ thuật và bạn sẽ tìm cho mình chiếc xe đạp như ý. Bây giờ shop sẽ lấy chiếc Pro 5.0 màu đen vàng rất đẳng cấp ra làm review soi cận cảnh chi tiết. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và đối với dòng Sava, những chiếc xe đạp đua này thì được hãng Sava sản xuất bằng carbon với chất liệu carbon là T700, sợi carbon của nhà máy Toray Nhật Bản, rất chất lượng và nha, rất chất lượng luôn, cao cấp, rất cứng, rất nhẹ. Nói về carbon thì có rất là nhiều mác, những mác đời thấp như là 13, 18K gì đấy, còn đây là dòng T, dòng T có T700 thì đang dùng cho những chiếc Pro 5 này. Hiện nay hãng Sava có nên Pro 6 thì dùng T800, cứng hơn, nhẹ hơn so với Pro 5. Đây, khung carbon này, những đường nét rất đẹp bạn nhé, đường nét rất đẹp, càng carbon, vô tăng tay lái cọc in carbon, vành carbon cao 5cm bạn nhé. Và bạn thấy này, nước sơn của chiếc Pro 5 này chưa đẹp luôn, đây là sơn công nghệ ô tô, rất bóng, rất đẹp, rất bền màu, khung rất đẹp. Đây là cái hệ sản xuất của chiếc khung này bạn nhé, được hãng làm tem nước, tem chìm in ở đây. Và chiếc Pro 5 đen vàng này thì size 50 bạn nhé, size 50 full carbon. Xe này được sử dụng một cặp lốp Michelin Dynamic. Mình sẽ tìm cái thông số lốp, cỡ lốp. Rồi, 700x25C rồi nhé, 700x25C, lốp Michelin, vành carbon, đùm bi chạy cốt bằng đạn, trục tháo nắp nhanh trước sau. Đây, những vòng đệm này có bằng carbon luôn bạn nhé, đệm cho bằng carbon, để thấy gọi là full carbon. Tiếp theo chiếc Pro 5.0 này thử sử dụng rúp Shimano 105 5008 và 5008, gồm tay đè lắc một đôi, phanh V trước sau Shimano 105, gạt đĩa Shimano 105, đùi đĩa Shimano 105 50 34 gram, đài 11S bạn nhé, có nghĩa là sẽ chạy với 11 lít. Và rút này thì sản xuất tại Nhật Bản các bạn nhé, ra bàn kia đây 5008. Gạt lip Shimano 105, lip Shimano 105 đây, nó hơi hẹp nên bạn sẽ khó nhìn thấy và nha,
11 lít 2 đĩa. Nghĩa là xe này chạy 22 tốc rồi nhé. Lít rất nổi, khối lít rất nổi. Bộ mirror này của hãng Soi Xe, bộ mirror cao cấp, lít rất nổi như một đại bác vậy. Xe rất đẹp, chiếc này là chiếc Gold 5.0 màu đen vàng, size 50, full carbon, full Shimano 105 5800. Vâng, và còn câu hỏi nào thắc mắc về chiếc xe đạp Savago 5.0 này thì đừng ngần ngại hãy liên hệ với shop qua số điện thoại 0983315936. Shop luôn thường trực và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi trung tâm kỹ thuật cho các bạn. Hoặc để lại comment bên dưới video này, shop nhận được thông tin của bạn sẽ phản hồi chia sẻ với bạn luôn. Và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao VIP.com vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối hàng ngày. Shop luôn đăng tải những sản phẩm shop đang bán và có những sản phẩm shop bán với giá hủy diệt, những sản phẩm rất là đặc biệt. Một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.